Các bạn có thấy chói không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ có mặt ở đây để làm như cứt ấy, nói chung không giống. Và thưa mọi người, yes, quay trở lại với một cái video, một hộp đồ chơi khác nữa. Hôm nay mình đang có ở đây búa và liềm. Và chúng ta đang có một trong những nhân vật trong phim được yêu thích nhất. Và trong những cái cảnh đấu phim mà giống như một bãi rác mớ hỗn độn cuộn vào nhau. Quá. Nhìn thấy cái gì? Và đây chính là Optimus Prime. Và mình đang có đây cùng với bạn Tây là người đang sở hữu những mẫu mô hình này là số lượng giới hạn bởi vì nó không còn được sản xuất mới nữa rồi. À, em có biết là bộ mô hình này em mua bao tiền không? Ờ, bộ này em mua với giá là 20 triệu. Em lại sạc rồi. Và thưa các bạn, đây là một trong những mô hình Optimus Prime tạo hình theo phần 2 và phần 3. À, dựa theo cái họa tiết hoa văn này này. Và số lượng của nó thì bây giờ đang còn khá là ít bởi vì đã dừng sản xuất rồi, sold out. Và mình sẽ để link mô tả bên dưới mọi người xem. Giá của nó rất là tốt đấy, anh em đoán xem là bao tiền nhá. Tại sao mình có hai con đây bạn có biết không? Đánh nhau ạ. Vì cái này khó lắm vãi cả các bạn ạ. Nói là thì cũng ngu nhưng mà nó có hai dáng tạo hình. Thứ nhất là con Optimus Prime. Thứ hai là dưới dạng 16 bánh xe công lý. Nhưng mà thực chất ra là nó không được công lý cho lắm bởi vì công lý Việt Nam chỉ đi diễn hài thôi nên thành ra nó chỉ có 6 bánh. 10 bánh còn lại thì đi diễn hài mất rồi. Và để mà chuyển từ con này sang con này nó mất qua rất nhiều các bước lắp ráp. Và thực sự là chơi mấy cái đồ như này ấy, mình chỉ có bị ngáo thôi chứ khó lắp được lắm. Nên là mình đã nhờ bạn Cây ở đây chia sẻ qua chúng ta một chút rồi. À, em có thể giới thiệu trong full hộp nó sẽ có những gì không? Thì trong full hộp chúng ta sẽ có một mô hình như thế này, đứng sẵn đã dáng như thế này. Đúng, rồi. Nó sẽ tạo dáng đứng như thế này chứ không phải là cái xe chúng ta phải lắp ra. Kèm theo đấy là tất cả vũ khí của Optimus Prime. Mà phải nói là làm hoàn thiện vũ khí đầu tiên mình phải nhận xét quá đẹp. Ở đây là chất liệu nhựa ABS và cũng như là chi tiết con kim loại diecast, chi tiết kim loại là bên trong con này. Nhưng mà nhựa của nó thì làm rất là xịn. Vũ khí thì nó lựa chọn cái tông là vàng. Vàng này làm thực sự làm rất nhớ cái kẹo mút này ngày xưa đúng, đúng cái kẹo mạch giống nha. Giống y hệt luôn. Và cái này làm mà nó trông rất xịn. À, nhựa của nó ở đây thì hơi mềm thôi, nó không phải là quá cứng đâu. Bởi vì cứng quá thì có thể dễ làm gãy, còn cái này thì nó vừa đủ độ cứng. Và các bạn thấy là vũ khí từ những cái thanh đao này, búa liềm này và đặc biệt là khẩu súng. Khẩu súng này của nó lại có một cái hay là gì? Nó có thể sử dụng để cắm vào phía sau của chúng ta và những cái linh kiện để lắp vào chiếc này. Nhưng quả đại bác này mới xịn, đó là nó sẽ đi kèm với lại đèn LED nha các bạn. Thấy không? Đấy, xịn giống. Rất là hay luôn. Mỗi tội con này là nó không có kiểu bấm nút nào để nó nói được. Như trong phim thì sẽ còn hay hơn rất là nhiều. Thực sự thì con robot này rất là nặng. Các chi tiết của nó hoàn thiện cực kỳ tốt. Mặt mạo ngoài này giống kiểu bằng kim loại. Thực sự nó bằng kim loại Diecast. Và tất cả những chi tiết sơn, màu sơn như này nói chung là hoàn hảo, không có gì để chê cả. À, cái dễ dàng nhìn thấy nhất là cái chỗ cái ống khói này này đúng không? Đúng nó có em. Những cái đường đan chéo, nó không phải kiểu làm qua loa mà rất là tốt. Và cái ống khói này có thể kéo ra kéo vào cho nó đấy, dài ra hoặc ngắn xuống nhá. Hay là các bạn nhìn chỗ cái bậc chân này này cũng được làm rất là tỉ mỉ này. À, các cái đường gập, các cái đường dập nổi ở trên cái thân xe, rồi cũng như cái giải đèn ở bên cạnh nhá, tất cả đều làm rất giống thật. Nó không phải kiểu là làm dạng qua loa. Và mọi người sẽ nhìn thấy ở mặt trước chúng ta đây đó, làm từ kim loại nên mà khi sờ vào nó rất là mát, mát lạnh. Một số bộ phận nó là làm từ kim loại nên mà sờ vào chỗ nào là các bạn sẽ cảm nhận được điều đấy rất là rõ ràng. Và mùa đông như này ấy, thì nhựa và kim loại là khác nhau ở phần nhiệt độ. Và cái đề cam mà để dán lên cái này ấy, là nó cũng được làm rất là tỉ mỉ. Sơn luôn. Cái sơn này của nó làm giống y hệt như cái lớp đề cam mà mình hay dán. Bởi vì sao? Nó có cái hiệu ứng đổ bóng này này. Vâng. Đây này có cái đường nét này này. Nếu mà mình lần đầu tiên nhìn vào mình đúng như nhận xét ấy, giống y hệt cái đề can, nhưng hóa ra không phải. Bởi vì sao? Có những cái đường lắp ráp này, này nó được tách ra ấy, nếu mà dán đề can thì sẽ hiện ra cái khớp, đúng không? Nhưng mà cái này thì nó sẽ không bị và trông của nó rất là sướng. Và khi mà các bạn tạo thành con Optimus Prime ở đây thì chiều cao đầy đủ của con này là 32cm nha các bạn. Đó. Cao 32cm tức nghĩa là ngang với bộ sừng mà Trung Anh đang sử dụng hiện tại. Cái bộ này thì nó đã ngừng sản xuất từ năm ngoái rồi nên mà bây giờ là sold out. Hên xui thì ai mua được. Và một trong những cái bộ mà ai mà thích Optimus Prime thì nhất định là phải mua. Nó có rất nhiều hình dáng khác nhau, hôm sau mình sẽ chia sẻ hình dáng khác. Khi mà tạo dáng ra, cái đầu tiên là bọn mình có xem qua một số cái trailer và xem lại bộ phim. Thì cái phần gương mặt này, này là một thứ mà được tái tạo lại trên con này là cực kỳ trau chuốt và cái độ tỉ mỉ của nó. Và các bạn nhìn xuống cái phần bộ ngực đây, những cái đường nét này này. Đấy, từ trong ra ngoài, cả cái phần hạ bộ của con này nữa. Cái bộ hạ nó được làm trông
Đã lắm. Không ra dầu ở đây nhỉ. Thường thì những cái đồ chơi này mà lắp ghép thành siêu nhân này ấy, cái phần thân của nó sẽ kiểu nó bị phình ra rất là nhiều do các chi tiết nó ghép vào với nhau ấy. Nhưng mà với con này này, tất cả mọi thân và các chi tiết của nó này, nó gộp lại thành một khối nhất định luôn. Giống như trong phim. Những cái khớp của nó khi mà các bạn nhìn ở bên dưới ấy, những cái bánh răng này này, thấy không? Cái chỗ này này, những cái đường răng của nó rất là tốt và chúng ta sẽ di chuyển nhìn nhá. Các bạn sẽ nghe được những cái âm thanh của nó khi mà chúng ta gập và di chuyển. Nó có những cái khớp này tạo ra cho cảm giác khi con này đứng lên ấy, nó cực kỳ là vững chãi. Đấy. Và với con này thì các cái khớp như là tay, chân thì nó khá là linh hoạt. Nhưng phần chân của nó sẽ có khớp có thể xoay được này, cả sang ngang, cả về phía trước và phía sau. Đầu gối cũng có thể co lại và cũng như là cái phần bàn chân cũng tương tự như thế. Dẫn đến cái việc là con Optimus Prime này có thể tạo được nhiều tư thế hơn. Cái phần tay của chúng ta thì cũng có thể gập và cũng như là xoay sang. Đấy, trái, phải, cố bệ đỡ ở bên vai. Và phần tay thì nó sẽ có hai ngón là ngón cái, ngón trỏ, là các bạn có thể gập ra vào, còn cái kia là ba ngón tay còn lại thì nó giúp cho con này có thể cầm được vũ khí. Nói chung là cái dáng của nó thì vũ khí không quá nhiều nhưng mà trông cầm chắc chắn hơn. Đây, và quay trở lại với con xe ô tô, nó có thể lắp một số vũ khí vào. Đây có một cái khẩu súng đúng không? Đó. Lắp khẩu súng vào đây. Nó chưa bán ra nhưng mà đã đen thui mất rồi. Chiếc xe của chúng ta thì khi mọi người mua ấy, nó sẽ có cả bọc lốp nữa. Các bạn nhìn thấy này, được trang bị lốp. Đấy, ngầu chưa? Không biết là Michelin hay là của hãng gì. Nhưng mà hy vọng là chống trơn trượt. Và xe thì mình phát hiện ra là không có phanh ABS. Và tuy nhiên thì khi mà mình di chuyển thì cảm giác không được mượt lắm. Bánh cả hơi bị kẹt, nhất là khu vực bên này này, các bạn nhìn. Đấy, bánh ở bên đấy cảm giác nó hơi chênh vênh. Nó không có được cân đối ở trên cái con xe này cho lắm. Nhưng mà đây là đồ chơi, không phải là để kiểu chà như này nha mọi người. Lúc đấy chẳng may mà va xuống dưới sàn nhà nó sẽ làm xước hết. Nên đây là loại dạng mô hình mà dùng để ngắm nhá. Chúng ta không nên đem ra để chơi giống như bọn trẻ trâu ở nhà. Xa trẻ con ra nhá, thật xa trẻ con. Đấy, và nếu mà các bạn tạo hình xong thì nó sẽ có những loại vũ khí cầm trong tay như thế này. Đó, bạn sẽ thấy đi, nó sẽ cầm cả khẩu súng này, có phát sáng đèn này, đèn led, và cũng như là chúng ta sẽ có bên kia đao kiếm các kiểu ngon lành. Rất tiếc là bọn mình không đủ trình độ để lắp con này thành xe và cũng như ngược lại, nên mà bọn mình không có trình diễn cảnh đấy được. Thế nên đã có sẵn hai con ở đây là một mình như thế. Nó khó lắm các bạn ạ, mẹ khó vãi cả đái luôn. Mình chơi Gundam rồi, mình chơi siêu nhân cùng phong được có thể loại, nhưng đến cái loại này éo chưa được, thực sự thua. Và các bạn nghĩ sao, các bạn có thích cái con Optimus Prime không? Hãy comment ở bên dưới vào truy cập link mô tả bán hàng mình sẽ để cho. Và bọn mình sẽ đến video tiếp theo, đó là gì? Bumblebee, con đấy thì lắp được nhá. Dễ ột.